làm sao để tránh hiện tượng cháy rầy? Phun thuốc trừ rầy nâu như thế nào là hiệu quả? Nội dung cụ thể sẽ được tiến sĩ Hồ Văn Chiến hướng dẫn chi tiết. Dạ, kính thưa bà con, thì đối với con rầy nâu nó gây hại trên lúa, bà con chúng ta quá biết rồi, phải không? Chúng ta bị nhiều cái trận dịch đối với con rầy nâu. Tuy nhiên cho tới giờ phút này thì vẫn là con rầy nâu là đối tượng chính trên cây lúa và nó gây hại tới năng suất của bà con. Và trong cái vụ đông xuân năm 2021 này đó bà con, thì cũng có nhiều ruộng bị cháy rầy, tức là nó cháy chòm có cháy cả ruộng có. Là tại sao? Là bà con mình chưa có nắm được cái vấn đề là quản lý con rầy nâu như thế nào cho nó phù hợp và cho đừng gây ra cái cháy rầy. Bà con mình phun rất nhiều lần, ai bị cháy rầy là cũng phun 4-5 lần thuốc hết trơn, mà tại sao cháy như vậy là bà con mình xài cái thuốc chưa đúng. Cái con rầy nâu nó di trú, tức là chúng ta có cái lịch là gieo xạ đồng loạt né rầy rồi, tức là do nhà nước, do chi cục bảo vệ thực vật với trồng trọt đó, họ sẽ thông báo là cái lúc nào rầy nâu di trú. Thì cái di trú này đôi khi cũng sai đó bà con, tại vì mình phải nắm được cái tình hình của các cái địa phương khác ở nơi nào có rầy nâu nhiều, và rầy nâu đó là phải cánh dài và cái hướng gió nó như thế nào nó mới bay. Do vậy mà chúng ta phải dự báo cái lúc con rầy nó bay để bà con né cái đợt rầy đầu. Lý do tại sao mình né là vì cái giai đoạn mạ là rất mẫn cảm với cái dàn lùn lùn xoắn lá. Do vậy mà bà con mà gieo xạ xuống mặn rầy nâu nó mang cái mầm bệnh nó tới nó chích vô là cái ruộng bị dàn lùn lùn xoắn lá. Mà mình né được một tháng, tức là một tháng sau rầy nâu nó bay trở lại đó, thì cây lúa chúng ta lớn tuổi già rồi thì nó chống chịu với siêu vi khuẩn rất tốt. Con rầy nâu thì chúng ta thấy là khi tới là bà con rất bình tĩnh, bà con đừng có sợ nó. Bà con cứ tạo cái điều kiện cây lúa khỏe bằng cách là quản lý nước cho tốt, rồi cái dinh dưỡng cho nó cân bằng, nó để cho nó chống chịu lại đối với cái con rầy nâu. Cái thứ hai là cây lúa nó khỏe đó bà con. Có nhiều cái trường hợp là cây lúa nó mang cái mầm bệnh là siêu vi khuẩn. Khi mà tụi tôi chết á, thì tụi tôi kiểm tra là thấy cây lúa nó mang dương tính. Nhưng mà cây lúa nó vẫn trổ bông, nó vẫn cho hột đàng hoàng bà con. Tức là chứng tỏ là nó chống chịu lại được trong cái điều kiện nó mang cái siêu vi khuẩn như thế. Thì khuyên bà con như thế nào? Bà con đừng có sợ siêu vi khuẩn tới khi cây lúa chúng ta hơn 20 ngày tuổi. Cái thứ hai là khi bà con mình thấy con rầy nâu tới, bà con mình đừng có dội phun thuốc. Tại vì nó là trưởng thành, nó sống bên cái ruộng cũ khoảng chừng 4-5 ngày rồi. Nó qua cái ruộng mình có khoảng chừng 8 cho tới 10 ngày nữa nó chết. Cái đời sống nó có khoảng đó thôi. Bà con phun cũng chết, mà không phun nó cũng chết. Nhưng mà bà con phun là sao? Cái lúc mà nó tới ruộng mình á, chỉ cần 48 tiếng đồng hồ là nó đẻ trứng trong bẹ lúa rồi. Bà con phun là diệt cái con trưởng thành mà diệt không hết nữa. Và như vậy là sao? Cái trứng nó nở ra. Và tuổi 1, tuổi 2, tuổi 3, cái con tới trước, đẻ trước, nở trước. Và cuối cùng là sao? Chúng ta thấy trong cái ruộng chúng ta có rất nhiều cái tuổi rầy và con trưởng thành ở chúng ta gọi là gối lứa đó. Chứ thực sự không phải là gối lứa. Nó trong vòng một tuần lễ đó là nó nở hết. Như vậy chúng ta phun là phun lúc nào? Chúng ta phun từ tuổi 1 tới tuổi 3. Bà con phun một lần thôi. Và nhớ là phun cái bét phun, bà con mình phun một bét đưa xuống dưới gốc lúa. Tại vì cái nơi sinh sống của nó là dưới gốc lúa. Chứ bà con phun cái cần mà 7-8 bét đó, bà con quơ trên đọt lúa là một là nó ức chế quang tổng hợp. Cái thứ hai là cái con rầy nâu nó nằm dưới gốc, nó không tiếp xúc được cái thuốc, nó không chết và nó chích hút, nó ngăn cản cái dòng dinh dưỡng từ dưới gốc lên, ngăn cản cái nước từ dưới gốc lên thì cái lá lúa nó sẽ khô đi và chúng ta gọi là cái cháy rầy. Do vậy mà bà con cứ phun sơ sơ ở trên là bà con chỉ diệt thiên địch thôi. Tại vì cái con thiên địch đó bà con thì nó có hai cái nhóm. Một cái nhóm nó gọi là ký sinh, thì những con ong ký sinh này, ký sinh trứng là ký sinh lên con rầy nâu đó, khi mà nó bay hơi mùi thuốc nó bỏ nó đi. Nó bay mất đi, nó không ở ruộng bà con nữa. Cái thứ hai là cái nhóm bắt mồi ăn thịt, gồm có nhện, bọ rùa, kiến ba khoang rồi đó. Thì cái đối tượng này là cái đối tượng bắt mồi, do vậy mà nó di chuyển liên tục để nó tìm con mồi và nó dễ dàng trúng thuốc nó chết. Trong khi con rầy là nó ở ngay gốc lúa đó, nó không có di chuyển. Và do vậy là con rầy nó trạch thuốc là nó vẫn còn sống. Và nó sống thì nó vẫn chích thuốc và nó vẫn sinh sản. Và bà con mình thấy khi mà bà con mình phun sai là mật số rầy nó càng ngày càng nhiều và nó gây ra cái hiện tượng cháy rầy. Rồi tôi khuyên bà con lại là bình tĩnh và sử dụng thuốc đúng lúc, đặc biệt nhất là cái đúng cách. Khi mà bà con mình phun đừng có phun ở trên đọt lúa và phải thọt cái bét xuống dưới gốc lúa để mà phun thì nó tiếp xúc rầy nó dễ dàng hơn. Phun thuốc trừ rầy nâu như thế nào là hiệu quả? Khi thấy rầy nâu tới ruộng lúa, không vội phun thuốc vì trong thời gian 48 giờ đầu, rầy nâu sẽ đẻ trứng.
chỉ phun thuốc phòng trị ở giai đoạn rầy nâu tuổi 1 đến tuổi 3. Chọn bếp phun thuốc là loại một bếp. Khi phun phải chú ý đưa bếp phun xuống nơi gốc lúa,